với các cha, có ai có những cái nỗ lực, có những cái đóng góp của anh chị em, và cách này hay cách khác, bao giờ anh chị em cũng sẵn sàng đáp trả những lời kêu gọi của chúng tôi, và một cách rất là thành thật, tôi cũng muốn xin lỗi anh chị em.